Thầy chào các em học sinh. Như vậy chúng ta đã đi qua chương 1 quang học của vật lý lớp 7. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của chương 1 quang học. Thì bài ôn tập ngày hôm nay cũng là bài cho chúng ta củng cố lại kiến thức, và chúng ta phải nhớ được kiến thức trọng tâm để chuẩn bị thật là tốt cho bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần tới. Thì nội dung của bài ôn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần 1 là lý thuyết, phần 2 là bài tập. Chúng ta cùng nhau đi phần 1 lý thuyết. Câu số 1. Ý A, khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Câu B, khi nào thì ta nhìn thấy được một vật? Câu hỏi này rất dễ đúng không nào? Thì ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Câu B, ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Các em lưu ý là nhận biết được ánh sáng thì phải có ánh sáng truyền vào mắt ta, và chúng ta nhìn thấy một vật thì phải có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Tiếp theo, câu số 2, nguồn sáng là gì? Lấy 3 ví dụ về nguồn sáng. Vật sáng là gì? Và hãy lấy 3 ví dụ về vật sáng. Thì nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Những vật mà tự phát ra ánh sáng người ta gọi là nguồn sáng. Ví dụ như ngọn lửa này, mặt trời này, bóng đèn đang sáng này, đúng không nào? Con đom đóm đang bay rất nhiều. Đây là những nguồn sáng. Thì vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Các em chú ý là vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Những vật là nguồn sáng thì nó cũng là vật sáng. Ví dụ về vật sáng như là vỏ chai dưới trời nắng này, sách này, ngọn lửa này, hay là mặt trời này, bóng đèn đang sáng cũng là vật sáng. Đấy, các em phải phân biệt được nguồn sáng và vật sáng và lấy được ví dụ. Câu số 3, em hãy phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như sau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Em nhớ là phải, môi trường phải là trong suốt và đồng tính, phải đủ hai yếu tố này thì ánh sáng mới truyền đi theo đường thẳng. Câu số 4, chùm sáng là gì? Hãy kể tên và nêu tính chất của các loại chùm sáng. Thì chùm sáng là gì? Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành và có 3 loại chùm sáng thường gặp, đúng không nè? Là chùm sáng song song, gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng hội tụ, gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Và chùm sáng phân kỳ, gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Thì các em phải nhớ được có 3 loại chùm sáng này và tính chất của 3 loại chùm sáng này. Câu số 5, bóng tối là gì? Bóng nửa tối là gì? Thì bóng tối là gì? Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Đấy, các em lưu ý là bóng tối này sẽ không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Tương tự bóng nửa tối, thì bóng nửa tối cũng nằm ở phía sau vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. Đó, các em lưu ý là bóng tối này sẽ không nhận được ánh sáng, không nhận được bất cứ một phần nào cả, không nhận được hoàn toàn. Còn bóng nửa tối là chỉ nhận được một phần thôi. Đó, các em phải lưu ý được vấn đề này, tránh xảy ra nhầm lẫn.
Câu số 6, nhật thực là gì? Nhật thực là gì? Đây là hai hiện tượng ở trong đời sống của chúng ta, đúng không nào? Cũng liên quan tới bóng tối và bóng nửa tối. Nhật thực, nhật là mặt trời, còn nguyệt là mặt trăng. Thì nhật thực, ta sẽ có nhật thực toàn phần hay một phần, quan sát được ở chỗ bóng tối hay bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Các em lưu ý này, nhật thực toàn phần thì ta sẽ đi với quan sát được ở chỗ bóng tối, còn nhật thực một phần thì ta quan sát được ở chỗ bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Đó, và khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và trái đất, và ba hành tinh này sẽ nằm trên một đường thẳng, và mặt trăng thì nằm giữa mặt trời và trái đất. Và nhật thực mặt trời, đúng không nào, thì xảy ra vào ban ngày. Tương tự nguyệt thực thì xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Đó, nguyệt thực có nghĩa là mặt trăng bị ánh sáng trái đất chắn lại, đúng không nào, không được mặt trời chiếu sáng tới. Thì mặt trăng xảy ra vào ban đêm, và khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì trái đất sẽ nằm giữa mặt trời và mặt trăng, và khi đó ba hành tinh này nằm trên một đường thẳng hay gọi là thẳng hàng. Các em phải nhớ được vị trí của các hành tinh này khi xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Đó, nhật thực thì mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và trái đất, còn nguyệt thực thì trái đất sẽ nằm giữa mặt trời và mặt trăng. Tiếp theo, câu số 7, bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực là kết quả của hiện tượng gì? Đó, chúng ta vừa trả lời bóng tối, bóng nửa tối là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Thì những cái hiện tượng này là kết quả gì nào? Của gì? Định luật gì? À, định luật truyền thẳng của ánh sáng. Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Đó, các em phải lưu ý được. Đây là ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, đúng không nào? Câu số 8, hình một vật quan sát được trong gương phẳng gọi là gì? Hình của một vật quan sát được trong gương phẳng gọi là gì? Thì hình của một vật quan sát được trong gương phẳng gọi là ảnh tạo bởi gương phẳng. Nhớ là chúng ta quan sát được hình của chúng ta trong gương thì cái hình ở trong gương ta gọi là ảnh. Nghe chưa nào? Hình của vật quan sát được trong gương gọi là ảnh tạo bởi gương. Câu số 9, em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Nhớ đây là định luật phản xạ ánh sáng được chưa? Các em hay nhầm lẫn giữa định luật truyền thẳng của ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng. Thì định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau: tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và các tuyến của gương tại điểm tới. Có nghĩa là tia phản xạ nè, tia tới nè và đường phát tuyến nè sẽ nằm trên cùng mặt phẳng. Đó. Và ý thứ hai là góc phản xạ bằng góc tới. Góc phản xạ thì bằng y phẩy, góc tới là y. Như vậy góc phản xạ bằng góc tới là y bằng y phẩy. Đó, đây là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. Câu số 10. Em hãy nêu tính chất tạo ảnh của gương phẳng. Thì ảnh tạo của gương phẳng nhất là sẽ không hướng được trên màn trắng, là ảnh ảo, chưa nào? Nhớ là ảnh ảo, không hướng trên màn trắng. Và thứ hai là ảnh lớn bằng vật. Thứ ba là khoảng cách từ một điểm của vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương phẳng. Đây là ba tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
các em phải nhớ được lưu ý. Đây là củ gương phản, được chưa? Tiếp theo, em hãy nêu tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và nêu các ứng dụng của gương cầu lồi và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phản có cùng kích thước. Thì tính chất tạo ảnh của gương cầu lồi có tính chất gì? Là thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn, và thứ hai là ảnh nhỏ hơn vật. Thì chưa nào, nó cũng giống như là gương phản á, là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn. Và lưu ý là ảnh tạo bởi gương cầu lồi sẽ nhỏ hơn vật. Ứng dụng của gương cầu lồi rất là nhiều trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là làm gương kính chiếu hậu xe hơi, xe ô tô, xe máy, và đặt những nơi đoạn đường dốc có vật cản che khuất rất nhiều, đúng không nào? Và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn, nhớ là rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phản có cùng kích thước. Đấy, khi mà chúng ta so sánh hai gương phản và gương cầu lồi có cùng kích thước, cùng vị trí điểm đặt, thì chúng ta nhìn vào trong gương cầu lồi, chúng ta sẽ thấy cái vùng quan sát nó sẽ rộng hơn, bao quát hơn. Mặc dù là ảnh tạo bởi gương cầu lồi nó nhỏ hơn, mà chúng ta quan sát được cái vùng mình thấy nó rộng hơn, bao quát hơn. Đấy, các em lưu ý được đây là tính chất ứng dụng và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. Câu số 12, em hãy nêu tính chất tạo ảnh của gương cầu lõm và ứng dụng của gương cầu lõm. Đấy, như vậy là chúng ta phải nhớ được gương cầu lõm có tính chất như thế nào, và gương cầu lõm nó tính chất của nó, tính chất ảnh của nó giống và khác nhau với gương cầu lồi và gương phản như thế nào, và ứng dụng của gương cầu lõm. Thì tính chất của gương cầu lõm nè, khi mà chúng ta đặt một vật sát gương cầu lõm thì chúng ta sẽ thấy ảnh ảo không hướng được trên màn chắn và ảnh nó sẽ lớn hơn vật. Đấy, cũng là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn, và lưu ý là ảnh tạo bởi gương cầu lõm sẽ lớn hơn vật. Ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống của chúng ta rất nhiều. Thứ nhất là làm pha đèn pin, đèn xe máy, dụng cụ khám răng của nha sĩ, và tập trung ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Được chưa nào? Rất là nhiều ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống của chúng ta. Là câu số 13, nêu tác dụng biến đổi các chùm tia tới song song và phân kỳ thích hợp qua gương cầu lõm. Đấy, thì gương cầu lõm nó sẽ có tác dụng biến đổi các chùm tia tới song song và chùm phân kỳ thích hợp. Thì tác dụng của nó như thế nào? Thì gương cầu lõm có tác dụng là biến đổi chùm tia tới song song thành một chùm phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Thì cái tác dụng này nó sẽ ứng dụng trong ứng dụng của gương cầu lõm là tập trung ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Đấy, thì ánh sáng mặt trời là chùm tia tới song song, thì qua gương cầu lõm nó sẽ trở thành các chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Thì chúng ta đặt cái vật cần nung nóng ở điểm đó thì vật nó sẽ nóng lên. Và tiếp theo, gương cầu lõm có tác dụng là biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song. Thì đây là ứng dụng người ta sẽ chế tạo cái gương cầu lõm thành cái pha đèn pin, pha đèn xe máy. Thì chúng ta biết được ánh sáng của bóng đèn là các chùm tia tới phân kỳ. Khi đi qua gương cầu lõm, nó sẽ biến đổi thành chùm phản xạ song song. Thì chùm tia phản xạ song song giúp cho ánh sáng đèn pin đi rất là xa và sáng rõ. Đó, đây là hai tác dụng biến đổi các chùm tia song song và phân kỳ thích hợp qua gương cầu lõm. Thì từ đó chúng ta biết được ứng dụng của gương cầu lõm. Chúng ta sẽ sang phần 2 là phần bài tập. Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta nhớ lại kiến thức của chương 1 quang học. Thì để nhìn thấy một vật thì như thế nào? Câu A, vật ấy phải được chiếu sáng. Câu B, vật ấy phải là nguồn sáng. Câu C, phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt. Và câu D,
vật vừa là nguồn sáng, vật vừa là được chiếu sáng. Thì chúng ta nhìn thấy một vật khi nào? Chúng ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án gì? À, đáp án C, phải có các tia sáng từ vật đến mắt. Tiếp theo, vật nào không phải là nguồn sáng? Nhớ là không phải là nguồn sáng. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhớ lại được nguồn sáng là gì. Thì nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. Thì trong bốn đáp án này, mặt trăng, mặt trời, ngọn nến đang cháy, con đom đóm, thì trong bốn đáp án này chỉ có mặt trăng không phải là nguồn sáng, thì mặt trăng không tự phát ra ánh sáng. Chúng ta thấy được trăng sáng thì ánh sáng từ mặt trăng chỉ là ánh sáng hắt lại từ mặt trời chiếu vào, được chưa nào? Mặt trăng không phải là nguồn sáng. Tiếp theo, phát biểu nào dưới đây là đúng? Góc phản xạ bằng góc tới, góc tới khác góc phản xạ, góc phản xạ lớn hơn góc tới và góc tới lớn hơn góc phản xạ. Thì đây là định luật phản xạ ánh sáng, đúng không nào? Góc phản xạ bằng góc tới, chọn đáp án A, rất là đơn giản, đúng không nào? Tiếp theo, chiếu một tia tới lên gương phẳng, biết góc phản xạ y phải bằng 25 độ. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là bao nhiêu độ? Thì chúng ta biết được góc phản xạ bằng 25 độ rồi. Góc phản xạ là 25 độ, thì góc tới bằng bao nhiêu? Góc tới cũng là 25 độ. Nhưng bài này người ta không hỏi là góc tới, mà người ta hỏi là góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ. Thì góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ thì chúng ta chỉ cộng góc tới cộng góc phản xạ lại thôi. Thì góc phản xạ bằng 25 độ, góc tới bằng 25 độ. Như vậy 25 độ cộng 25 độ bằng 50 độ. Nhớ đây là góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ. Tiếp theo, chiếu một tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 20 độ. Hỏi góc phản xạ có giá trị bằng bao nhiêu? 90, 80, 60, 70 độ. Thì các em lưu ý nè. Người ta nói là cái tia sáng này hợp với gương phẳng một góc 20 độ. Như vậy, cái 20 độ này không phải là góc tới, mà đây chỉ là góc hợp với gương phẳng thôi. Thì tính là góc phản xạ. Thì bài này hôm bữa bài tập thầy cũng đã hướng dẫn rất là nhiều. Thì cái góc 20 độ này là góc hợp bởi gương phẳng và tia sáng tới. Như vậy góc 20 độ này sẽ cộng với góc tới bằng 90 độ. Như vậy góc tới sẽ bằng 90 độ trừ 20 độ, và góc tới sẽ bằng 70 độ. Khi góc tới bằng 70 độ rồi thì chúng ta biết được là định luật phản xạ ánh sáng, góc tới bằng góc phản xạ. Mà góc tới bằng 70 độ rồi thì góc phản xạ cũng bằng 70 độ. Đấy, chúng ta lưu ý được. Tiếp theo, một người cao 1,6 mét đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu? Thì các em lưu ý được là ảnh cách gương 2,5 mét. Người đó cách gương bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất đạo ảnh của gương phẳng. Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì ảnh cách gương 2,5 mét rồi thì người cách gương cũng bằng 2,5 mét. Tiếp theo, một người cao 1,6 mét đứng trước gương phẳng cách gương 1,8 mét. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu? Thì cái câu này cũng giống như câu vừa rồi, đúng không nè? Người đó cách gương 1,8 mét thì ảnh của người đó cách gương bao nhiêu cũng bằng 1,8 mét. Tiếp theo, một người cao 1,7 mét đứng trước gương phẳng
cho ảnh cách gương 1,5 mét, hỏi người đó cao bao nhiêu? Một người cao 1,7 mét nè. Thì chúng ta nhớ nè, tính chất tạo ảnh của gương phẳng là ảnh bằng vật đúng không nào? Người cao 1,7 mét thì ảnh cũng cao 1,7 mét. Tiếp theo, cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 40 cm. Ảnh S phẩy của S tạo bởi gương phẳng cách điểm S một khoảng là bao nhiêu? Thì các em lưu ý câu này nè. Người ta nói là điểm S cách gương một khoảng 40 cm. Như vậy, ảnh S phẩy của S cách gương bao nhiêu? Ảnh S phẩy của S cách gương cũng bằng 40 cm. Nhưng câu này người ta hỏi là ảnh S phẩy của S tạo bởi gương phẳng nằm cách điểm S một khoảng bao nhiêu? Có nghĩa là ảnh cách vật bao nhiêu? Thì bài này chúng ta sẽ làm như sau. Khi vật cách gương 40 cm thì ảnh của cách gương 40 cm. Và như vậy ảnh cách vật sẽ bằng 40 cm cộng 40 cm sẽ bằng 80 cm. Các em lưu ý câu này. Khi mà vật cách ảnh thì chúng ta phải cộng lại, được chưa nào? Tiếp theo, ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là A. Ảnh ảo nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật. Câu B. Ảnh ảo lớn hơn vật. Câu C. Ảnh ảo hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Câu D. Ảnh ảo không ngưng trên màn chắn và bằng vật. Thì ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo không ngưng trên màn chắn và sẽ bằng vật, đúng không nè? Tiếp theo, một người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng? Thì chúng ta biết là gương cầu lồi thường làm kính chiếu hậu của xe ô tô đúng không nào? Mà sao người ta không dùng gương phẳng? Câu 3. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng. Câu B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng. Câu C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Câu D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. Thì chúng ta biết được là gương cầu lồi thường dùng kính chiếu hậu của xe ô tô vì vùng nhìn thấy của nó sẽ lớn hơn gương phẳng cùng kích thước luôn nào. Thì chúng ta nhìn vào gương cầu lồi chúng ta sẽ quan sát được bao quát và rộng hơn những vật ở phía sau luôn nào. Chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo, vì sao nhờ có gương cầu lõm phản xạ trong pha đèn pin mà ánh sáng có thể chiếu đi xa? Thì câu này lúc nãy trong ứng dụng gương cầu lõm thầy cũng đã nói rồi. Gương cầu lõm thường dùng để làm pha đèn pin đúng không nào? Pha đèn pin thì chúng ta biết được ánh sáng thì đèn pin là những tia sáng phân kỳ. Thì những chùm sáng phân kỳ qua gương cầu lõm nó sẽ trở thành chùm sáng phản xạ song song. Thì chùm sáng phản xạ song song sẽ giúp cho ánh sáng đi rất là xa mà sáng rõ. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song. Đó sẽ biến đổi chùm tia phân kỳ thành chùm phản xạ song song. Tiếp theo, nếu nhìn vào gương thấy ảnh lớn hơn vật thì đó là kết luận gương gì? Lớn hơn vật là gương gì? À, gương cầu lõm. Chúng ta vừa đi qua một số câu hỏi trắc nghiệm và phần lý thuyết để chúng ta ôn lại nội dung của chương 1 quang học. Các em nhớ là học thuộc đề cương, làm lại một số bài tập để chuẩn bị thật là tốt cho cái buổi kiểm tra sửa kỳ sắp tới. Thì thầy chào các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.